dân mạng hoảng hồn trước cảnh ô tô đậu trên phố bị sâu phủ kín. Mới đây, một clip đã được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội về một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Sự việc được ghi lại tại một thị trấn ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Vào một buổi sáng đẹp trời, khi người dân ra lấy xe để đi làm thì có rất nhiều sâu đã phủ kín trên ô tô. Loài sâu bám rất chặt vào ô tô và chúng có vẻ ngoài khá giống với những con đĩa. Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được lý giải, nhưng theo một giả thuyết thì những con sâu đáng sợ này có thể rơi xuống thành phố sau khi bị gió cuốn đi. Một giả thuyết khác cho rằng những con sâu thực ra là hoa của cây bạch dương, một loại cây thân gỗ có hoa giống những con sâu đang uống mình. Một số người lại cho rằng clip là một sản phẩm dàn dựng, nhưng cũng không ít người tin rằng chúng thật sự có thật và là điềm báo cho một thảm họa nào đó. Dù vậy, hiện tượng này cũng khiến người dân đi qua đều rung mình và vô cùng sợ hãi. Kèm vào đó là rất nhiều bình luận được cư dân mạng để lại. Có lẽ là dàn dựng để câu view thôi. Nhìn cảnh này ghê quá, chắc là sắp có tai họa gì rồi. Đây có thể là cơn mưa sâu, khi thoảng cũng có những cơn mưa động vật mà. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tin tức của kênh Tin Nhanh 5K. Hãy comment những ý kiến của quý khán giả ngay phần bình luận bên dưới. Để ủng hộ kênh, quý khán giả hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những tin tức hay và mới nhất mỗi ngày.